LTS, bài trên báo Dân Việt của tác giả Nguyễn Ngân đã được đăng trên mạng. Lúc 7 giờ sáng ngày 20 tháng 2 năm 2018, có tựa đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về khách sạn của ông Lê Thanh Thản. Bài báo này có đăng bài thơ viết tay gồm 4 câu của TBT Nguyễn Phú Trọng làm tặng cán bộ và nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông như sau: lần này lại đến Phương Đông trên tình xưa, nghĩa cũ, mặn nồng, Mường Thanh trên cố lên các chị, các anh trên quê hương vẫn gọi, sử xanh lưu truyền. Thế nhưng bài thơ của Tổng Bí thư hiện đã bị gỡ bỏ khỏi bài báo, cái tựa bài báo cũng đã bị đổi thành điều làm nên thành công của hệ thống khách sạn của ông Lê Thanh Thản. Quan trọng hơn là 3. Đoạn đầu nói về tình cảm giữa Tổng Bí thư đối với cán bộ và nhân viên khách sạn Mường Thanh cũng đã bị đục bỏ. Ai, kẻ nào đã dám kiểm duyệt tư tưởng, tình cảm và đục bỏ cả bài thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho ông Lê Thanh Thản và cán bộ, nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông, Ban Tuyên giáo, Bộ Truyền thông, Thông tin hay Tổng biên tập Báo Dân Việt? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có quyền hành cao nhất trong đảng, mà cái đảng này hiện đang lãnh đạo đất nước. Thế nhưng ông Trọng không được quyền thể hiện tâm tư, tình cảm của mình đối với ông chủ khách sạn Lê Thanh Thản. Thử hỏi còn ai trên đất nước này được quyền ăn, quyền nói, để rộng đường dư luận, tiếng dân xin được đăng lại bài gốc khi nó chưa bị đục bỏ, để quý bạn đọc so sánh với bài đã bị kiểm duyệt. Nguyễn Ngân, thứ 3, ngày 20 tháng 2 năm 2018, 0700 AM, GMT cộng 7, Dân Việt, vào những ngày cuối tháng 10.2017. Hòa chung với không khí mừng sinh nhật 25 năm của tập đoàn Mường Thanh, khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông vinh dự được đón tiếp và phục vụ đoàn do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu về thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An từ ngày 28/30/10/2017. Xúc động trước tình cảm của cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết lưu bút bằng 4 câu thơ tặng khách sạn. Bài thơ đầy ý nghĩa và khích lệ tinh thần của nhân viên toàn hệ thống khách sạn Mường Thanh nói chung và khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông nói riêng. Ảnh Mường Thanh, 4 câu thơ này như một lời động viên cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông, nhất là trong bối cảnh trước đó có thông tin về việc sẽ khởi tố tập đoàn Mường Thanh. Cố lên các chị, các anh, không chỉ là sự cổ vũ, động viên mà còn là lời hiệu triệu của Tổng Bí thư với hơn 25.000 cán bộ công nhân viên tập đoàn Mường Thanh, mà đứng đầu là đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Nỗ lực cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2017 và những năm tiếp theo. Từ câu chuyện bí thư Hà Nam chật vật xin cấp phép xây dựng khách sạn từ khách sạn đầu tiên ở tỉnh Điện Biên, nơi đại gia điếu cày Lê Thanh Thản bắt đầu rẽ sang lĩnh vực kinh doanh, đến nay có 50 khách sạn với công suất sử dụng đạt 70-80%. Đây là công suất sử dụng mà bất kỳ ai kinh doanh lĩnh vực này đều nỗ lực đạt được. Một điểm đặc biệt nữa, đó là hệ thống khách sạn Mường Thanh ở các tỉnh của đại gia điếu cày được vinh dự đón nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao nhà nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Điều gì đã làm cho hệ thống khách sạn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản thành công? Câu chuyện xây dựng khách sạn Mường Thanh ở Hà Nam đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dung kể lại phần nào nói lên thành công của chuỗi khách sạn Mường Thanh. Ông Dung kể, năm 2013, lúc đó tôi đang là bí thư tỉnh ủy Hà Nam, muốn tỉnh phát triển tôi nghĩ ngay đến việc cần phải xây dựng một khách sạn 5 sao tại thành phố Phủ Lý để cho các nhà đầu tư nước ngoài đến tỉnh có nơi ăn trốn ở. Việc này vô cùng quan trọng vì đêm nằm bằng năm ở. Tuy nhiên Hà Nam lại quá gần Hà Nội nên không có tập đoàn khách sạn nào lúc đó quan tâm đến Hà Nam, mà tỉnh chỉ có các nhà đi én hoạt động nhỏ lẻ. Tôi vô cùng trăn trở và đã quyết định gọi điện mời anh Thản về xây dựng một khách sạn cho tỉnh, vì tôi nghĩ chỉ có tập đoàn Mường Thanh mới đủ lực để xây, bởi xây một khách sạn ít nhất cũng phải đầu tư ít nhất 300 tỷ đồng. Tôi gọi điện lần thứ nhất anh đã cho người xuống xem, nhưng bắn đi 3 tháng không thấy nói gì. Tôi nghĩ giờ gọi chắc anh không nghe máy nữa. Bộ trưởng Chủ
nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Luxury, Bắc Ninh vào trưa 12.2.2017 trong chuyến công tác với đoàn thủ tướng ảnh Mường Thanh. Nhưng để Hà Nam phát triển thì ngại đến mấy tôi vẫn quyết định gọi điện. Và anh thả nói với tôi là Hà Nam chờ một tí nhưng sẽ làm, các anh cứ chuẩn bị mặt bằng sạch và làm các thủ tục cấp phép đi bởi. Chúng tôi khi đã vào là xây luôn, chúng tôi chỉ xây dựng trong vòng 10 tháng là xong luôn 27 tầng. Tôi nói với anh ấy là các anh cứ yên tâm đi, cả tỉnh tôi đang mong chờ một nơi khang trang để đón khách nên mọi thủ tục chúng tôi sẽ làm, ông Dũng nói. Nói là làm, ông Dũng đã họp ban thường vụ lại để lo thủ tục cấp phép xây dựng nhưng đúng là không dễ thật vì thủ tục chủ yếu nằm ở các bộ, vừa nhiều thủ tục lại vừa lâu. Ví như cấp phép đầu tư thì phải bộ kế hoạch và đầu tư, thẩm định giá thì bộ tài chính, nếu mà đợi được hoàn tất thủ tục cấp phép mới xây dựng khách sạn thì phải mất ít nhất 2 năm. Bởi vậy, ông Dũng đã cho phép tập đoàn Mường Thanh vừa làm, tỉnh vừa lo xin giấy phép. Tôi bảo các anh cứ làm đi, vừa làm vừa lo thủ tục. Đúng thật. Sau 10 tháng tỉnh Hà Nam có tòa khách sạn 5 sao và tổ hợp chung cư lớn nhất tỉnh. Các cụ nói vui giờ cưới con cũng có nơi tổ chức đàng hoàng. Ông Dũng kể lại. Câu chuyện ông Dũng kể lại phần nào nói lên những khó khăn của doanh nghiệp khi xin thủ tục cấp phép của các doanh nghiệp, nhất là đầu tư xây dựng bất động sản. Giờ ông Dũng trong tổ cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, chắc ông hiểu cần phải làm gì để giúp doanh nghiệp bớt những thủ tục phiền hà, nhiều khê khi đầu tư. Cũng từ câu chuyện của ông Dũng mới hiểu hơn về đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Tuy là người làm kinh doanh nhưng ông vẫn luôn đặt cái tình trong mỗi quyết định của mình. Tất nhiên, khi xây dựng, ông cũng tính toán phải làm thế nào để công suất sử dụng là tốt nhất, lượng khách đến lưu trú là cao nhất. Quan trọng hơn, ông luôn tâm niệm làm sao để góp phần cùng tỉnh nghèo phát triển. Mà như ý kiến của Bí thư Hà Nam là cần phải tạo lập nơi ăn trốn ở trước, trải thảm đỏ để nhà đầu tư tìm đến. Có lẽ đó chính là mấu chốt đưa đến thành công của hệ thống khách sạn Mường Thanh, đến sự lưu luyến của du khách. Điểm đặc biệt của hệ thống khách sạn Mường Thanh đó là không phải chỉ xuất hiện ở những thuận lợi như thành phố lớn, những điểm du lịch, mà là ở những tỉnh kinh tế còn khó khăn, miền núi, hải đảo như đảo Lý Sơn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An, Điện Biên, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu. Chính vì điều đặc biệt này mà hệ thống khách sạn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản đã vinh dự được đón tiếp nguyên thủ quốc gia, những lãnh đạo cấp cao của Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Khi đầu tư hệ thống khách sạn Mường Thanh cũng rất chú trọng việc tạo điểm nhấn và tạo điều kiện để có thể thu hút được du khách đến lưu trú. Mường Thanh Luxury là thương hiệu khách sạn 5 sao cao cấp tọa lạc tại trung tâm các thành phố lớn và các trung tâm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Mường Thanh Grand là thương hiệu khách sạn thuộc phân khúc 4 sao đã và đang mang đến một không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những kỳ nghỉ và chuyến công tác đối với quý khách. Sự kết hợp duyên dáng của không gian văn hóa Tây Bắc trong nghệ thuật kiến trúc với nét hiện đại của các khách sạn Mường Thanh đã thu hút được khách đông đảo đến lưu trú tại các khách sạn Mường Thanh Hali. Đây là nhóm khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên, tọa lạc ở các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng trên toàn quốc với thiết kế tinh tế cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhằm mang đến cho du khách kỳ nghỉ tiện nghi và thoải mái. Đây cũng chính là lý do khiến cho khách nếu đi du lịch ở các tỉnh không phải thành phố lớn đều lựa chọn khách sạn của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Nhiều du khách đã thốt lên, đi tỉnh thì ở khách sạn Mường Thanh là nhất rồi. Đây cũng là lý do khiến hệ thống khách sạn Mường Thanh có công suất sử dụng đạt cao vào những ngày cuối tháng 10.2017, hòa chung với không khí mừng sinh nhật 25 năm của tập đoàn Mường Thanh. Khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông vinh dự được đón tiếp và phục vụ đoàn do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu về thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An từ ngày 28/30/10.
Ảnh, Mường Thanh, cùng đi với đoàn có các lãnh đạo cấp cao như Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế TWU, đồng chí Phan Đình Trạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo bộ ban ngành, các lãnh đạo tỉnh bạn, các lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh, Mường Thanh, từ ngày 19/20/2017, tập thể CBNV khách sạn Mường Thanh Lucky Living, Nghệ An đã vinh dự được đón tiếp và phục vụ Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đi cùng đoàn do Chủ tịch nước dẫn đầu còn có trưởng ban dân vận TWU Trương Thị Mai. Ảnh, Mường Thanh, riêng trong ngày 20 tháng 2, sau khi tham gia hội nghị của tỉnh và dự bữa tiệc trưa tại nhà khách tỉnh ủy, đoàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt phòng nghỉ trưa ngay tại chỗ. Tuy nhiên, Chủ tịch nước đã quyết định chọn quay lại khách sạn Mường Thanh Lucky Living. Về tới khách sạn, Chủ tịch vừa cười vừa nói, đã chào tạm biệt rồi, nhưng vẫn muốn quay lại tiếp. Ảnh, Mường Thanh, trong chuyến thăm tỉnh Bắc Ninh nhân dịp tỉnh kỷ niệm 185 năm ngày thành lập, 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghé vào nghỉ tại khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh vào trưa 12/20/2017 vừa qua. Ảnh, Mường Thanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết rất có cảm tình và thường ưu tiên lựa chọn ở tại khách sạn Mường Thanh mỗi lần đi công tác ở tỉnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau đó đã vui vẻ đứng chụp ảnh lưu niệm với tập thể CBNV tập đoàn Mường Thanh. Ảnh, Mường Thanh, ngày 19/11/2017, khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông vinh dự và vô cùng tự hào được đón nhận lời khen tặng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim về lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, đã nhiều lần được Phương Đông đón tiếp chu đáo, tôi rất hài lòng, cảm ơn Phương Đông và chúc các bạn ngày càng phát triển. Ảnh, Mường Thanh, trước đó, khách sạn Mường Thanh Luxury Mộc Châu cũng đã vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức sự kiện hữu nghị giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam. Theo đó, từ ngày 4/6/7/2017, nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2017, nhiều hoạt động ý nghĩa giữa hai nước Việt Nam Lào tại tỉnh Sơn La đã diễn ra. Dự các hoạt động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2017 có 16 đoàn đại biểu 16 tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với gần 300 khách đến lưu trú. Ảnh, Mường Thanh, theo đó, khách sạn Mường Thanh Luxury Mộc Châu đã vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu Quốc hội CSDNND Lào do bà Pani Đất Hô Tu, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu và đoàn đại biểu Quốc hội nước CSXSCN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu. Ảnh, Mường Thanh, điểm nhấn trong hệ thống khách sạn Mường Thanh chính là Mường Thanh Diễn Lâm, nơi sinh ra và lớn lên của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản. Đây là khu sinh thái khách sạn 5 sao đầu tiên trên thế giới tại một làng quê của tỉnh Nghệ An. Ảnh, Mường Thanh, đến khách sạn Mường Thanh Diễn Lâm, du khách sẽ được trải nghiệm tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí bao gồm nhiều hạng mục: Mường Thanh Safariland, vườn thú hoang dã, khu tâm linh, khu villa ven sông, khách sạn 5 sao, công viên. Ảnh, Mường Thanh, kính mời quý độc giả đọc lời bình về bài thơ này trên Facebook ông A Chú Tếu, bài thơ của ông Trọng, lá bùa của đại gia Mường Thanh 22/2/2018. Thế mà gần đây có tin sẽ khởi tố ông Lê Thanh Thản, xem ra chỉ là tin vịt mà thôi. Với bài thơ này, ông Nguyễn Phú Trọng, người thợ đốt lò vĩ đại, đã chứng nhận câu 1, lần trước tôi đã đến, lần này tôi lại đến nữa với Phương Đông, Mường Thanh, qua lại đã quen lối, quen chân, quen thung quen thổ lắm rồi. Câu 2, tôi với ông Lê Thanh Thản và anh chị em ở đây là tình xưa nghĩa cũ, tình xưa không thể bỏ, nghĩa cũ không thể phai, đã thế nay lại càng mặn nồng nữa, tình chỉ thêm mặn nồng chứ không hề phôi pha. Câu 3, yên tâm làm ăn đi, cố lên nhé, các anh chị, có tôi đây rồi, hiệu triệu rồi. Câu 4, tập đoàn Mường Thanh sẽ vĩnh viễn tồn tại, càng ngày càng tốt đẹp, v.
và được ghi vào trong sử sách để lưu truyền mãi. Thế thì kẻ nào dám bắt, dám khởi tố nào? Cả tứ trụ triều đình đã từng ăn nghỉ ở đây, xiết bao mặn nồng. Lẽ nào một mảnh giấy bằng cái bàn tay có bút tích của cụ tổng, chả khác nào lá bùa hộ mệnh, chả khác nào kim bài miễn tử. Đối với ông Lê Thanh Thản và tập đoàn Mường Thanh, bác nào chưa có bùa, mau mau đi xin bùa về yểm.